Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với cả series Demon Slayer Kimetsu no Yaiba của mình. Hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục trò chuyện với cô Tamayo để chúng ta tìm hiểu thêm về những cái loại máu cũng như là dòng máu của quỷ nhá. そうですか。そのような事情がおありだったのですね。でしたら、やはり力になれることがあると思います。それにはまず、先ほどの続き、私たちのことをお話ししなければ、先ほども申しましたが、ですが、Có vẻ như人là の血cô を少Tamayo量đang飲むだけnói のlà ことだ。tất cả chúng ta đều là quỷ và chúng ta そう、sẽ bị biến thành quỷ不快khi に思mà われるかもしれませbị んが、nhiễm máu金của銭に quỷ.余裕のない方から、輸血とNó称giống như しkiểu てcái dịch血を買っ zombie てấy. いまChúng す。ta đều là zombie và chúng もta chỉ ちろん、cắn một cái là chúng ta biến thành彼らzombie の ngay.体に支障が出ない量です。そうか。Đó こlàの lý人たdo ちtạiが sao鬼mà特有の異臭がngười しないthường sẽ理biến由はthành それなnhững んcon だ。quỷ rất là nhanh chóng như ユvậy. シロはもっと少量の血で足ります。え、あなたがですか。でも、え、そうですCô ね。là người chuyển cậu ta秘仏thành寺以từ外người は thành quỷ ư?鬼を増やすことができないとされている。Muzan それlàはngười おおduy むnhất ね正có thể biến しいngườiです。thành quỷ. 200年以上Vậy かかnên ったlà cô Tamayo đã鬼phải にでthử きたhơn の200は năm ユvà シcố ロgắng. ただ一人ですから。Jushiro là người duy nhất là cô ấy đã biến từ người thành一quỷ. つ誤解しないでほしいのですが、私は鬼を増Nói やchung là そうとtạo はra していquỷ ません。không phải là cái đích đến cuối不cùng治của の cô病や Tamayo.怪我などを負って余命いくばくもない。その時はか嘘偽りのない清らかな Có匂いvẻ でnhưす。là cô ấy không nói dối và ta có thể tin được このcô 人はấy. 信用できる。タマヨさん、Cô Tamayo.鬼になってしまった人を Nếu mà ai đó人に chuẩn bị戻biến す thành方quỷ法thì はあcóりますcách か。nào để chuyển,鬼を nghĩa人là に戻す方ngăn chặn法cái sự đó không? はあります。Có đó. は、教えてください。Làm ơn, nói cho tôi biết đi. どんな傷にも病にも Ở đâu必đó có ずmột số những cái薬loại や治療法があるthuốc のです。và vắc xin ただ、kiểu tiêm ấy. 今の時点で鬼を人に戻すことはでNhưng きない。mà tôi không biết ですcách が、làm thế nào để私biến たちngười はthành必quỷ ずcả. Nhưng mà tôi そhứa のtôi sẽ治療tìm ra cách法を確đó.立させたいと思っています。そこで、あなたに一つ、妹さんの血を調べさせてほTôi しphải lấy máu của em gái い。cậu.二つ、Thứ hai, できTôi る cần 限những り、cái mẫu thử. 鬼物児の血が濃い鬼からも血液を採取してきてほ Tôi しい。cần những cái con禰những豆cái子さんは máu của 今、con quỷ mà Muzan 極tạo めてら稀で特殊な状態です。2年間眠り続けたとのお話でしTôi たが、hiểu là cô おấy そらđã くはその ngủ 2 際năm に qua nhưng mà tôi 体tin が変化là し cơ て、thể của cô ấy đang thay đổi. 通常それほど長い間人の血肉や獣の、しかし驚くべきことにこの奇跡は、鬼物児の血が濃い鬼とはすなわち鬼物児により Đây nhá, khi mà tôi nói con quỷ nào mà có máu của Muzan thì tôi ý tôi nói là con quỷ đó phải có một sức mạnh ngang ngửa với cả Muzan đấy.近い強さを持つ鬼ということです。そのような鬼から血を取るChính のxác は hơn容易でthì はありません。máu quỷ, それでも、nghĩa là máu của Muzan あな truyền たvào はこ quỷ のthì nó 願không いdễ を dàng một chút nào cả. 聞いてくださいますか。それ以外に道がなければ、Đấy là cách cuối duy俺nhất はやđược. ります。Ok, tôi sẽ cố gắng タlàm. マヨさんがたくさんの鬼の血を調べて Bên cạnh đó,薬を作nếu っmàてくれtôi るなら、sẽ cố gắng そうlấy すれば、máu thì cô禰sẽ豆子cố だけgắng じゃたなお ra く、vaccine hoặc là thuốc もでっcho とたくさんの Nezuko 人chứ. が助かりますよね。そうね。Ok, trao đổi đấy. Chúng ta まずい。せろ。nằm xuống. Úi giờ. ヤハバの言う通りじゃ。Susamaru. 何もなかった場所に建物が現れたぞ。巧妙に物を隠す血鬼術が使われていたようだ。Có vẻ như là tòa nhà này sử dụng một cái bí thuật nào đó しでか che し、giấu. 足跡Nhưng mà までは không che消す giấu こđược とチュンはタでダウ。きぬ。Người không thể足nào mà音cản はđược ごđôi まmắtかcủa しは聞ta. かぬぞ。それにしても、Ok. Có lẽ là chúng ta sẽ phải đánh với cả con quái này. では必ず。Ok. Máu của chúng mày sẽ là của tao. Xông lên. Chơi nào. Tôi không có tuổi đâu, không có tuổi đâu. Yahaba. Tôi
Mày nghĩ mày chém được tao á? Mày nghĩ mày chém được tao á? Mày nghĩ mày chém được tao á? Tao lại đánh cho mày. Ngu người luôn. Ui. Ui rồi. Theo ta nào nhá. Ui 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 ui. Điệp bộc thiên tinh. Sổ yếu chưa? Yếu chưa? Yếu chưa? Yếu chưa? Yếu chưa? Nói chung là mày sắp chết rồi, Yahaba. Yahaba với cả Susamaru không sống được nữa đâu. Không có tuổi luôn đấy. Xong. Tao lại chém vào đầu mày luôn. Hơi thở của nước. Chết mày đi. Rồng lộn. Ô, không thấm kìa. Sao tôi đùa đấy? Không vui thế nào? Sắp chết chưa? Ôi dồi ôi. Chết chưa nào? Chết rồi đúng không? Không tồi. Đó là điều chúng ta nói. Người tin vào may mắn nữa. Ta đã tìm được Tamayo ở đây. Cô ấy sẽ là một món quà kỷ niệm với ta. Đúng rồi, Yahaba. Người nghĩ bốn cái đầu kia cũng đủ cho chúng ta để mang về không? Quá nhiều, chúng ta cần hai thôi. Thợ săn quỷ và tên Tam và tên bác sĩ kia. Ok, chúng ta sẽ chơi đùa một chút nữa trước khi chúng ta sẽ lấy đầu của thợ săn quỷ. Bây giờ lấy đầu của tên người phụ nữ trước. Nezuko, em ấy có thực sự làm được không? Nezuko, em hãy chiến đấu một trong hai, còn anh sẽ lo người còn lại. Chúng ta phải đánh bại chúng trước. Ôi, mình lại được điều khiển Nezuko rồi. Susamaru. Yếu thế. Lão này. Lão với Nezuko chan. Ôi dồi, nó serious rồi. Nezuko chạy kiểu Naruto ấy anh em. Ây à. Biểu mệt chưa? Mệt chưa? Mệt chưa? Mệt chưa? Ăn đá vào đầu. Như đá mày. Ây à. Căng nhở. Căng đấy, căng đấy. Đau ấy nhở. Chết cha mày đi. Tôi
Ôi trời. Chết. Quá đơn giản. Hình như N à, vẫn được N này. Nezuko cầm chân quá tốt luôn. Còn nhãi này. Kotamajo. Cô ấy thật sự đã đẩy lùi được con quái này. Ta phải làm gì đó. Ông Tanjiro thì sao? Thắng chưa? Ở đây vẫn đang thở hổng hộc đây. Người vẫn chỉ là một thợ săn quỷ yếu đuối thôi. Rồi chúng ta sẽ phải đánh với nhà tu mù của Yahaba này. Hai trưởng nằm đất luôn. Mày mù à? Mày mù là vậy. Mày biết Lee Sin đâu? Á đù, nó điên rồi. Nói chung là đánh con này cũng dễ, không sao cả. Ba trưởng một lúc, nằm đất luôn. Ai à? Ai à? Rồi chúng ta lại phải né rồi. Ui! Ui! Ui, tứ phương tam hướng thế, bất bại à? Trời ơi. Bốn phương tam hướng thế bất bại rồi. Làm sao né được? Căng nhỉ. Ui. Ây à. Đau quá. Chết mày chưa? Cho mày chưa? Rồi, chúng ta sẽ sử dụng Final Form. Đến lúc cái chết rồi. Cách thở đúng cách. Hơi thở của nước. Dòng chảy. Tuôn như suối. Thanh kiếm của ta nặng quá, nhưng mà ta đã kiểm soát được. Múa quạt chứ anh Bảnh. Ta sẽ lấy được máu của nó. Ta phải lấy. Ta cần thuốc. Dù sao đi nữa, ta sẽ chiến đấu với bất cứ con quỷ nào. Ta sẽ lấy từng con một. Ui xổi ôi. Đứt đầu luôn mà. Quá ghê. Một cái đầu. Xong nhá. Xin. Ta làm được rồi. Tên khốn. Ta cần mang cái đầu ngươi về. Ta không bao giờ tha thứ cho ngươi. Ngươi sẽ phải trả giá cho những gì ngươi đã làm với ta. Hắn đã tóm ta rồi. Ta phải tìm cách thoát ra. Không thì ta sẽ chết. Ui lại nữa. Làm gì đi, nghĩ nhanh lên. Không thể chết ở đây được, không thể bị đánh bại ở đây được. Ui trời ơi lại.
Ui sử dụng. Nghĩa là mũi tên, cái năng lực của con này ấy, nghĩa là nó sẽ găm cái mũi tên vào mình, nó sẽ di chuyển theo hướng mũi tên ý. Và mình sẽ phải sử dụng chưởng để kháng lại cái mũi tên ý. Mình sẽ phải sử dụng chưởng các thứ để mình kháng lại. Nếu mà kháng được thì là mình sẽ thoát khỏi cái kiểm soát của cái mũi tên ý. Có một con quỷ nữa, ta phải làm gì đó. Cố lên. Tôi đến đây. Tôi sẽ đến đó sớm thôi. Làm ơn bình yên. Nezuko nó cắt chết con con này rồi. Chết rồi. まもなく死にます。これが呪いです。体内に残留する鬼物児の細胞に肉体を破壊される。炭治郎さん、この方は十二鬼月ではありません。え？十二鬼月は眼球に数字が刻まれていますが、この方にはない。おそらく、もう一方も十二鬼月ではないでしょう。弱すぎる。弱すぎる？Máu của chúng quá yếu ư? Nhưng mà kiểu mèo mó con không ấy. Dù sao thì cũng có máu của quỷ rồi. Sakihodokara Nezuko-san ga kono youna joutai nano desu ga. Daijoubu deshou ka? Daijoubu desu. Có vẻ Nezuko đang dần ổn 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 trở lại. Nezuko, dừng lại đi. Tránh xa cô ấy ra. Arigato. Nezuko-san. Arigato. Đây, trăm bệnh này, ba đấy. Ba này biến thằng này từ từ người thành quỷ mà. このまま病であなたは命を落とすでしょう。ですが、人でなく。OK, có vẻ như là hết rồi đấy. Chưa hết à? Khi bứt. Đánh xong phải hết rồi chứ. 絶対に安全とは言い切れませんが、戦いの場に連れて行くよりは危険が少ないかと。Nghĩa là cô Tamayo đề nghị là để Nezuko ở đây và sẽ an toàn hơn. Tôi hứa là sẽ giữ an toàn cho Nezuko, nhưng mà hình như có vẻ Nezuko không muốn. Xinh gái anh em nhỉ, Nezuko xinh gái. Cô Tamayo, cảm ơn vì lời đề nghị của cô. Nhưng mà Nezuko sẽ đi với con. Và không có chuyện chúng ta sẽ chia tay đâu. OK, tôi hiểu. OK. Chúng ta đã kết thúc được chat này của Demon Slayer. Và chúng ta sẽ chờ đợi tập sau để chúng ta tiếp tục chat tiếp theo nhé. Chúng ta xem nốt những cái cutscene cuối cùng. OK. Thì tập sau, hẹn anh em tập sau nhé. Còn bây giờ thì xin chào và gặp lại anh em trong những video lần sau. Tạm biệt.